Phú Mỹ Hưng, khu đô thị đáng sống cho người ở thực. Gần 3 thập niên hình thành và phát triển, kiên định với chiến lược phát triển bền vững, Phú Mỹ Hưng luôn xác định mục tiêu phát triển đô thị hướng về người dùng cuối cùng. Bám sát tôn chỉ đó, mỗi dự án trước khi đưa ra thị trường đều được nghiên cứu, khảo sát kỹ nhu cầu thị trường để tạo nên những sản phẩm thật, giá trị thật, pháp lý thật. Với từng bước cẩn trọng từ khâu ý tưởng, thiết kế, xây dựng, các dự án của Phú Mỹ Hưng có tỷ lệ sẵn sàng cao sau thời gian ngắn được bàn giao, tạo nên sức sống cho công trình. Ngay từ khi mở bán, Phú Mỹ Hưng có những quy định đối với người mua như rút thăm ngẫu nhiên mua sản phẩm, mỗi gia đình mua một căn. Đồng thời, các công trình thiết kế đáp ứng sát sườn nhu cầu sử dụng của người sử dụng với sự đầy đủ của các tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày như mua sắm, tập thể thao, thư giãn, lẫn công năng trong từng không gian sống, nên tỷ lệ sáng đèn trung bình ở các dự án khoảng 80% sau thời gian ngắn đi vào hoạt động. Trong đó, lượng cư dân nước ngoài đến sinh sống tại các khu mới bàn giao cũng khá cao, từ 30 đến 40%, và con số này đến từ nhóm khách ngoại mua sản phẩm lẫn khách thuê. Một dự án sáng đèn, hai công trình sôi động, ba khu phố sầm uất tạo nên đô thị lý tưởng để vừa ở, vừa có biên độ gia tăng cao, nhờ đó tính thanh khoản sản phẩm tốt. Đặc biệt, hành trình đó sẽ tiếp tục được nhân rộng, khai phá những vùng đất mới, kiến tạo thêm những không gian đáng sống, đáng để tận hưởng. Để tìm hiểu thông tin, quý khách hàng và cư dân hãy liên hệ với tiếp thị viên chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888 hoặc theo dõi fanpage và YouTube Phú Mỹ Hưng để đón xem những video mới nhất.